máy lọc nước AO Smith C-Series với lõi lọc RO Sidestream được phát minh tại Mỹ và ứng dụng toàn cầu cho hiệu suất vượt trội, đã được chứng nhận bởi WQA, Hiệp hội Chất lượng nước Hoa Kỳ. Cung cấp lọc tích hợp 3-trong-1 Silver, GAC, Mintech mang lại một nguồn nước hoàn hảo. Bình chứa nước lớn cùng tốc độ lấy nước tại vòi nhanh, rất thuận tiện khi sử dụng. Máy lọc nước AO Smith C-Series cam kết chất lượng chuẩn Mỹ.